đồng cạn nước xong này có một cái con quái vật gì, nó to lắm mà nó rất nhiều mắt, nó đang nằm canh giữ một cái bể sao bạn ạ. Ui đúng rồi đấy, con gì nó đang nằm ngủ đây sao ấy, mà sao con này nó lắm mắt thế này, mình thử chọc nó xem nào. Wow, nó dậy rồi này. Ui nó bay ra đằng kia rồi, mà mình thấy là trong cái hố này nhiều con gì lắm. Mẹ đông ơi, không biết con gì ạ, đây á là một bể cá nhiều cá lắm. Kiều ơi, ở giữa đồng luôn các bạn ạ. Ôi vậy á, là đồng nó cạn hết rồi, nó bắt cá nó thả vào đây đấy. Đúng rồi bạn ơi, cả một bể luôn. Mà mình thấy con cá đẹp ơi là đẹp ý. Wow, này, ui con cá chép vàng này bạn ơi. Wow, nó không có tí da nào luôn. À không có phải bạn ơi. Còn rất nhiều cơ, không phải còn một con đấy đâu. Này này, ui con này nó còn có hai cái râu màu trắng cơ bạn ạ. Đây đây, để cho nó vào đi. Cho vào luôn. Đây là bạn cá gì nữa hả bạn ơi? Cá lăng đấy. Con cá lăng giống cá tre nhá. Tiếp theo, này một con cá chép vàng nữa này. Nhưng mà chú này là màu cam hết các bạn ạ. Không có một tí màu đen nào luôn. Đấy, được ba chú rồi. Ui, còn lại những con cá ran chu này. Đấy, bạn cá ran chu đây nữa này bạn ơi. Mắt nó đen nháy bạn ơi. Đấy, con này cũng thế. Wow, cho vào đây nhá. Cái gì đây, có một ổ đây này. Cá nước, gì đấy bạn? Nước nó rút đi xong là cá nó đọng ở đây này, không biết cá gì ý. Ôi, nó đen xì xì luôn ý. Đấy, để mình vớt lên xem nào. Wow, ui, cá gì mà màu sắc đẹp như này. Nó này còn xanh xanh này. Chẳng hiểu cá gì luôn bạn ơi. Ui, một ổ luôn. Để tớ nhìn kỹ xem nào. Ui, đây là con săn sắt đấy bạn ơi. Đúng con săn sắt rồi, người nó màu xanh xanh này, trắng trắng này. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ thả vào cái chai thủy tinh này, nhìn nó mới dễ. Đấy, bạn thấy đẹp không? Tớ thấy hai chú vào đây rất là đẹp bạn ạ. Một con nữa này. Wow. Con này màu xanh thì rất đẹp hơn này. Đấy, thấy chưa? Ui, công nhận đấy. Ở đây có một cái chai nước sạch chúng mình cho vào đây nhá, để cho nó bơi, để nó nhiều nước các bạn ạ. Chỗ đằng kia hình như mình cũng thấy một ổ cá đấy bạn ơi. Chúng mình phải ra đây bắt thôi, nhanh lên, không là cái con kia nó tới bây giờ. Ui, thôi. Ui, các bạn cứu mình với, tự nhiên mình bị giục cái bùn rồi. Ui, tớ sợ lắm, cái con quái vật nó vừa đến. Nó vừa đè mình hay sao ấy? Đúng rồi đấy. Mình ra cái ổ cá kia kìa. Ui, bạn đâu ơi. Sao đấy? Bạn nhìn cái mặt của bạn này. Yêu ơi, toàn bùn thôi. Toàn bùn nữa. Rửa mặt đi. Có bùn đâu? Ui, sao mà nắm bùn thế này? Bạn càng xem nó càng ra nhiều mặt. Bây giờ phải rửa mặt đã. Hết mặt rồi, mình về mình rửa đây. Mình thấy có mấy con gì nó lách lách nhả lên. À, chú không sao đây này bạn ơi. Wow. Đúng không? Đúng ổ cá không? Ổ cá tiếp này. Mà nó lách giỏi lắm. Đây này. Wow. Con cá gì đấy? Ui, ui, thấy chưa? Nó lại xuống hố của nó này. Nó xuống hố của nó rồi. À, con này nữa này bạn ơi. Ồ, con cá gì mà lạ thế nhở? Đây, để bắt cái con sạch thì nên xem cá gì nào. Được chưa? Được rồi. Ui, tớ thấy cả một ổ luôn. Con dưới gì đây. Nó nắm gai nó bạn ơi. Con này có cái gai nhọn đấy là cá rô đấy bạn ơi. Cá rô đồng à? Cá rô đồng thì nó mới lách giỏi như vậy đấy. Con thừa này. Đây. Wow, ui, ui. Wow, hai con này. Wow, cả một ổ của nó đấy bạn ạ. Ôi, nó rụt được cả xuống dưới bùn bạn ơi. Con này nó sống được mà. Đây này, nó lách ở trên trời mưa, nó lách cả lên đường. Đây là những chú cá rô con đấy các bạn ạ. Đấy, nó còn bé lên á, chúng mình bắt dễ lắm. Thấy chưa, vào trong cái chai, nhìn nó bơi thích không? Để mình cho thêm vào đây nhá. Đấy. Wow. Đẹp chưa? Đẹp nha bạn nha. Ê, các bạn ơi, may quá chúng mình mang những cái chai này đi đựng đồng nhiều cá lắm các bạn ạ. Ở đây mình thấy cái húng này nó đục lắm, kiểu gì cũng có cá bạn ơi. Ui, mình cũng thấy nghi nghi lắm. À, đây này. Có một cái đâu. Nó bé tí thì ti luôn. Một con nó lên rồi. Con gì đấy? Sao hôm nay mình bắt được toàn cá tí hoan nhờ bạn nhờ. Toàn cá mini. Đúng rồi, những chú cá mini tí hoan các bạn ạ. Được rồi này. Bạn thử cho vào cái lọ thì mới nhìn ra xem con gì. Đấy, có thấy con gì nào? Không? Wow, thì ra là con cá chuối con bạn ơi. Ui, đây rồi, có một con rất là to này. Đâu? Đây. Ui, lại con gì to thế? Đấy. Con gì đây? Con này chui ra đây rồi. Con gì rửa đi xem nào. Ui, này, nó lách giỏi lắm bạn ơi. Nó chuẩn bị lách ra chỗ nhiều nước rồi này. Đây à, là một con cá trê đấy. Ui, cá trê á? Đúng rồi. Ui, đâu tớ xem đây. Nào. Đúng rồi, một con cá trê bé. Lại cá trê tí hoan tiếp này. Wow, thành quả của chúng mình này các bạn này. Bắt được 3 cái lọ cá này đầy ấm áp luôn. Mình thấy cái lọ này là đẹp nhất này. Đấy là cá săn sắt đấy các bạn ạ. Tớ thấy cái lọ cá rô này cũng đẹp mà. Đúng rồi. Nó có nhiều con cá rô mini lắm các bạn ơi. Còn đây đặc biệt á, này cá chuối và có một con cá nhiều râu đấy á, là con cá trê đấy các bạn ạ. Con nhiều mắt nó đang làm cái gì ở chỗ bùn khô mà không có tí nước nào bạn ơi. Mình có cái xô nước này để mình té vào nó nhá. Wow, không thấy gì. À, con kia đi đi.
trơn chưa? Để tao túm lấy cái đuôi nó. Ui ui túm lấy, túm lấy. Thôi rồi, túm không được đâu. Ui, nó chui sâu rồi. Mình phải móc lên cơ. Đâu rồi? Tao thấy cái đuôi nó vẫn ở kia kìa. Ồ, nó đang ra đằng kia kìa. Ui, phải vạch rộng ra cơ bạn hả? Đây này, nó chui tít xuống dưới này. Ui, bùn nhũn này là nó chui, nó trốn khoảng quái vật đấy các bạn ơi. Wow, nó trốn giỏi chưa? Wow. Trốn tít tít dưới này rồi này. Đây là một chú lươn. Ui chà, wow, ui, con lươn kìa. Đấy các bạn ơi. Này, một chú lươn đồng rất là to luôn. Wow, đấy, nó xuống hết rồi. Lại phải mò nó lên thôi. Ui, ui, nó nặn nhanh thế nhỉ? Ui, đấy đấy, lại con lươn tiếp các bạn ạ. Ui, mấy con liền này. Wow. Đây đây, mình thấy 4 con. Ê, có phải lươn không? Sao lươn này lại ngắn thế nhỉ? Không phải đâu, đấy là một con trai. Wow, này, chạch ra mấy lươn nó sống ở dưới bùn á. Cả cá trê, cá chuối nữa các bạn ạ. Cá rô cũng vậy. Những con này á, nó toàn chui xuống dưới bùn thôi. Ơ kìa kìa, con chạch này nó lại đòi xuống tiếp kìa. Đây đây đây, mình cho nó vào tay nhá. Cho hết vào tay với cho vào chỗ thau đi. Wow, chỗ này mình thấy khô hết rồi. Ô, chả thấy có vũng nước gì. À, ui, cái gì đây? Cái gì đây? Sao lại thế này? Quá còn sống này bạn ơi. Đúng không? Ui, ui nhiều quá còn sống lắm. Đây, mình cho vào đây nhá. Yêu ơi bạn ơi. Ui, cả một cái đầm muống này này, những con cá bị cạn nước mắc kẹt ở đây này các bạn ơi. Ui, chết rồi. Có con chết, sống, vẫn sống. Con là sống mình cứu bạn ơi. Nó bị mắc cạn ở đây đấy. Đây, thả vào đây nó chạy chưa này. Wow. Ấy, ui, ui, cho vào nó bơi thích chưa? Ôi ôi, nhiều chưa? Wow, có con gì đây? Con to lắm. Siêu to khổng lồ. Con này khôn nhất là nằm dưới bùn bạn ơi. Wow, con cá trê, mình phải lấy chậu to rồi bạn ạ. Một chú cá trê này. Đây này, mình đã rửa sạch bùn con cá trê. Ấy, một chú cá trê to chưa? Wow, này, chuyển sang nó cái bể mới này. Wow, quá là đẹp này các bạn ơi. Mình sẽ cho cái cục cá này vào đây nhá để rửa xem con nào còn sống thì mình vớt nó ra nhá. Bây giờ mình chắt nước đi thôi. Bạn chắt nước đi xem có con nào sống không? Còn nhiều con sống đấy. Đấy. Wow, đây rất nhiều. Có cả cá rô kìa. Đấy, tớ nhìn thấy một con cá rô ở trên kìa bạn ơi. Ui, đúng rồi. Đây là một đàn cá cà với cá rô các bạn ạ. Wow, này những chú cá rô còn sống nguyên này. Nhiều cá còn sống lắm. Mình sẽ cho hết vào cái lọ này nhá. Vừa đấy mình bắt hết cá của nó rồi, nó đuổi sao ấy. Bạn ơi, nó tiến sát tới đây rồi, giờ làm sao bây giờ? Nấp vào đây, nấp vào đây. Ui, nhưng mà tớ to lắm, vẫn nhìn thấy bạn ơi. Thế thì chui vào đây đi. Ở đây có chỗ nào chui được đây này. Cho tớ chui với. Nhanh lên, nhanh lên. Ui, tớ thấy có cái con gì trong này ý bạn ơi. Nó cứ quay quay vào chân tới. Hay là lại có quái vật ở trong rồi. Ui, ui, sợ quá. Ui, đúng rồi đấy, mình cứ thấy nó lần dần ở chân ý. Ai ôi, mà cái con kia hình như nó tiến tới rồi sao ấy. Nó đang dần dần xuống cái này. Ui, kem ơi, ngồi im đi. Nấp sâu xuống. Không ạ, con này á, nó cứ dần dần như này nó đau lắm. Con này nó không tha cho mình hay sao ý? Nó cứ dần liên tục. Chúng mình ngồi im đi. Ai, bạn ơi, bạn ơi, tao thấy có con gì ý? Nó cứ cắn cắn vào miệng tao đây này. Hay là con quái vật nó chui vào trong chiếu này rồi. Ui, trời ơi, bạn ăn cái gì thế này? Ui, bạn ơi, nó cứ cắn cắn vào mồm tớ. Thế tớ ngoẹt một cái, ra một đống lông luôn bạn ạ. Cái lông gì đây? Ui, không biết lông con gì đây. Ui, mình thấy con gì ở trên đầu mình thế này. Ui, tớ biết thủ phạm rồi. Thì ra là những con gà. Kéo ơi, có mình giúp một đàn gà à. Có một con trên đầu, một con ở vai, một con ở chân bạn đấy. Ui, một con nó còn ý vào đây này. Ui, nó quay lại rồi. Mau cho con ở trên vai mà xuống đi. Ui giời, hai đứa chúng mình chui đúng vào cái chuồng gà. Ở dưới này rất nhiều gà này. Bạn nhìn thấy nó đẹp không? Một đàn gà luôn các bạn ạ. Tất cả những con này màu nó vàng vàng. Có một chú này là màu trắng tinh này. Vừa xong, chắc là mình cắn vào cái con này nhiều lông dài này. Mình cắn vào nó cứ mổ mình ấy bạn ơi. Ui, mình đi tìm từ lấy ra. Thì ra là con chó mít nó lấy dép của mình này các bạn ơi. Nào, mau mau giả dép mình đây. Wow, nhanh lên. Ui, không sao rồi. Con quái vật nó lại đến đây rồi. Chó mít ơi, mau mau chạy ra đây nhanh lên. Trời ơi, con nó ăn con chó mít của mình rồi. Ui, con quái vật kia. Trời ơi, nó đuổi mình. Ui, cái con quái vật nó ăn con chó mít của mình mà nó biến thành cái con gì mọc ra rất nhiều những cái con mắt đáng sợ lắm các bạn ơi. May quá, nó để lại đôi dép đây cho mình này. Ui, may chưa. Ý, nó không ăn dép của mình các bạn ạ. Wow, mình thấy nó đẻ ra một quả trứng màu cam này. Không biết bên trong quả trứng có gì nhở. Có khi nó lại ra con nhiều mắt ở trong cái quả trứng màu cam này đấy. Bạn thử bóc ra xem nào. Ui, bạn bảo đây là cái trứng của con quái vật nó đẻ ra. Ui, thôi tớ không bóc đâu. Ui ơi, nếu mà bóc ra nó lại đuổi mình thì sao? Mình nắc không thấy cái gì ở trong nó kêu đâu bạn ơi. Chắc không có gì đâu. Để mình mở xem nào. Con này không phải một mắt đâu, nó có hẳn hai mắt liền. Tớ cứ tưởng là con quái vật một mắt. Hóa ra là con này hai mắt à bạn. Để mình cho nó ra nhìn rõ nhá. Ui đúng rồi, con này hai mắt mà lại còn có cả bốn chân cơ. Ui nó nhảy rất là nhanh bạn ơi. Ui nó nhảy nhanh lắm. Đây để mình bắt nó vào xem nào. Ui ui kìa bạn ơi, nó chạy đi rồi. Wow, thì
thì ra là một chú ếch con tí hon các bạn ạ. Lại một siêu phẩm tí hon nữa này. Nó có hai mắt bé tròn xoe luôn các bạn ơi. Mà bốn cái chân của nó cong, nó nhảy rất là xa luôn. Đây bạn bảo ếch á, không phải con ếch đâu. Đây là một con ngué đấy. Ngué nó bé hơn ếch rất là nhiều. Mình không biết là cái con diều mắt nó chạy đi đâu rồi ý. Mà mình cứ thấy có cái gì ở đằng sau mình. Ui, đây này, nó xuất hiện ở đằng sau rồi. Nó định làm gì mình đây? Ui, mình nuốt một cái con mắt màu cam rồi. Không biết nó có xuống được dưới bụng mình không. Mình thấy khó chịu quá. Nào một cái con mắt màu tím nữa. Ui, thôi đừng cho mình ăn nữa. Mình sợ lắm. Mình không ăn những cái kiểu con mắt này đâu. Có khi nào mình mọc ra nhiều con mắt không? Ui sợ quá. Trời ơi. Ui đau bụng quá, đau bụng quá. Vừa ăn bao nhiêu kẹo rồi còn đau bụng á hả Kem? Ui tớ có biết mùi vị gì đâu. Có ngon không? Cứ thế. Làm sao cái kẹo con mắt nó chui tụt vào dưới bụng tớ. Nhỏ già làm bụng tớ khó chịu cực kỳ. Khó chịu quá. Thế thì bạn phải nhè nó ra đi. Bạn giúp tớ với. Đây, nhè ra đây này. Biết con nhè được không? Nào nào nào. Ui một hai ba cái ra này. Ui đấy nó ra hết rồi. Nhị ản bụng luôn bạn ơi. Nó vào dạ dày bạn mà vẫn chưa tiêu hóa hết. Đây là mắt màu hồng này, màu tím và màu cam. Cái con một mắt này nó định cho con cua ăn kẹo con mắt nữa hay sao ý? Ui nhưng mà chú cua chú có cái càng to, chú ấy không đồng ý đâu. Tớ thấy nó cắp liên tục kìa. Đấy, nó bắt được cái con một mắt này rồi. Ui, tớ thấy nó rất là nhiều những cái mắt phụ ở bên ngoài cái một mắt to đùng này nhá. Này, mắt màu hồng, màu tím, rất nhiều màu tím, cũng rất nhiều màu cam, cả màu xanh lá cây nữa cơ. Bạn ạ, cái mắt to nhất á, tớ thấy cái lòng đen của nó cũng to, xong đến viền bên ngoài là màu trắng, bên ngoài cùng là màu hồng đấy bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Tớ sẽ rút hết những cái con mắt bé này ra nhé các bạn ơi. 1 này, 2 này, 3. Ui, rút được cả cái que luôn này. Đấy, 4, 5, 10, 6, 7 cái này.